tới cái nghi lĩnh, phải bắt sống. Dạ. Đuổi theo. Lý Chính Quynh, đệ tử Quan Hoại. Đại ca, dừng. Chết rồi, trúng kế rồi. Quynh trở về. Chắc chắn là vẫn chưa đi xa được đâu. Đuổi theo. Thưa Quan Hoại, sao Quynh vẫn còn sống vậy? Phải đấy, rõ ràng tận mắt trông thấy Quynh. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chính Khả Khả cứu ta đấy. Không sao đâu. Khả Khả sao? Ở đây này. Nào. Khả Khả, Khả Khả, chúng mình xong rồi. Phía trước có một đoạn đường xa nữa, bên kia có một đường nhỏ, chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Lão gia, không hay rồi, không hay rồi. Chuyện gì thế? Tiểu thư để lại mảnh giấy này. Rồi bố nhà đi mất rồi. Cha, xin hãy tha thứ cho con gái ra đi không lời từ biệt. Nhưng bạn bè gặp nạn, con gái không thể không ra tay cứu giúp được. Con gái hứa với cha là chỉ cần cứu được Lý Chính, con sẽ về ngay thôi và tạ tội với cha. Lão gia, có cần cử người đuổi theo không? Không cần nữa. Cứ để nó đi đi. Dù sao nó cũng đi cứu vì không tử nhà họ Lý. Con gái gốc này của ta đã nghĩ thông suốt rồi đấy. Giờ chúng ta đi xa như vậy rồi, có lẽ bọn họ không đuổi theo nữa đâu. Chỉ là Quynh đã có dự tính gì tiếp theo chưa? Hàng Tuấn năm lần bảy lượt nhắm vào ta, cũng không biết vì nguyên nhân gì đây. Nhưng ta cho rằng trong chuyện này chắc chắn có ân tình. Thế nên ta quyết định là phải điều tra cho rõ. Ta đi cùng Quynh. Ta cũng đi. Lần này chúng ta suýt nữa thì mất mạng rồi. Có lẽ lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Cho nên mọi người đừng tiếp tục mạo hiểm nữa. Quynh đang nói gì vậy? Khi chúng ta kết bái huynh đệ đã từng thề với trời rồi, thì chúng ta sống chết có nhau. Sao bọn ta có thể nhìn Quynh chết như vậy được chứ? Đồng đại ca nói đúng đấy. Chỉ dựa vào một mình Quynh thì không thể thoát chết được đâu. Nếu không có ta thì Quynh đã đi gặp Dương Dương từ lâu rồi. Hơn nữa ta rất thông thuộc chúng kinh thành, ta có thể giúp được đại ca mà. Được rồi, như vậy đi. Bây giờ chúng ta cùng đi. Đi nào. Đi thôi. Tham kiến công công, chuyện ta giao cho ngươi làm. Làm đến đâu rồi? Hơi bẩm công công, kế hoạch thất bại rồi. Thượng Quan Hoại đã trốn thoát rồi. Thượng Hoại cũng không tìm được bản đồ kho báu. Đồ vô dụng, năm lần bảy lượt để Thượng Quan Hoại chạy mất. Cô chán sống rồi sao? Thượng Hoại làm gì không chu toàn, xin công công trách phạt. Bỏ đi. Ta cho ngươi một cơ hội khác. Trong thời gian 3 tháng, ta không cần biết ngươi dùng cách gì, phải điều tra ra manh mối về bản đồ kho báu. Nếu không thì ngươi sẽ biết hậu quả đâu đấy. Thuộc hạ tuân lệnh. Sư phụ trách phạt rất đúng, là đệ tử bất tài nên mới khiến nhiệm vụ thất bại. Sư phụ, kể ra cũng lạ, hôm đó bọn con đã tận mắt trông thấy Thượng Quan Hoại chết như kiếm của sư tỷ. Nhưng về sau hắn lại sống lại, bọn họ cũng rất bất ngờ đó. Chuyện đã tới nước này cũng không có cách nào cứu vãn đâu. Xem ra chúng ta phải đối kế sách khác rồi. Xin nghe theo sự an bài của sư phụ. Tôi muốn con tiếp cận Thượng Quan Hoại và lấy sự tín nhiệm của hắn, chờ thời cơ tìm ra manh mối về bản đồ. Đệ tử tuân lệnh.
Đại ca, đại ca, con người ta rất lạ, không giống như người khác đâu. Tim người khác ở bên trái, còn tim ta ở bên phải đấy. Hắn từng nói tim hắn ở bên phải. Xem ra đúng là thật rồi. Hôm đó kiếm của ta đâm trúng lồng ngực bên trái của hắn. Mọi người đi đường cả ngày mệt rồi, chi bằng chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Đã không được ăn đồ ăn tương ngon rồi. Đi thôi. Tiểu Nhị, cứ đồ ăn đi. Khách quan, mời vào trong. Mời, mời. Tiền thiếu gia, quả đúng là thiếu gia rồi. Thiếu gia còn sống sao? Sao ở đây vậy? Thiếu gia, sao cũng ở đây vậy? Kiếm tiêu vật ở đây sao? Tiếu gia, ông ngồi cùng đi. Được, nào, mời ngồi. Tiền bối, thiếu chủ bảo ta đến tìm Thiện Nhi thiếu gia, tiền thể bay tế mẹ của Thiện thiếu gia. Đại ca, ta nói không sai chứ? Chàng vẫn luôn nhớ đến Quỳnh đó. Phải đấy. Nếu thiếu chủ biết chuyện này hai Quỳnh đã ở cùng nhau, chắc chắn là vui lắm đây. Được rồi, chúng ta ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, rồi theo ta về phủ đi. Hoài xấu xí sẽ không trở về nhà hậu lý nữa đâu. Lần trước cô đấy đã xảy ra nhiều chuyện ở nhà hậu lý các ông rồi. Sau đó bị kẻ xấu ép về đường cùng nữa. Cuối cùng thì rơi xuống vách núi. Ta thấy là cô ấy không thể quay về được đâu. Phương cô nương nói sai rồi. Chuyện trong phủ ngày trước là hiểu lầm thôi. Nhưng ta tin là sau này sẽ không còn những rắc rối như vậy nữa đâu. Cô ma mới tin đấy. Thiếu gia, ta muốn hỏi cậu một chuyện này. Nhân nghĩa đại hiệp Đoàn Bắc Phương có phải đã chết dưới vi đao của cậu không? Phải. Nhưng có chuyện này chắc ông không biết đâu. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhân nghĩa đại hiệp mà các ông nhắc đến thực ra thì đã bị đánh tráo từ lâu rồi. Còn kẻ đó là đệ đệ của mấy Đoàn Cửu Giang, chính đáng ta đã mạo danh ông ấy. Thiếu gia, cậu có thể nói kỹ hơn được không? Chuyện này là thế này. Tiền bối Đoàn Bắc Phương 20 năm trước đã bị đệ đệ song sinh của mình là Đoàn Cửu Giang đánh rơi xuống vách núi. Mấy tháng trước ta cũng rơi xuống vách núi đó. Ta đã được ông ấy cứu sống. Nhưng tiếc là không bao lâu sau thì ông ấy đã qua đời rồi. Không ngờ chuyện này lại có ẩn tích như thế. Nếu chuyện này mà truyền ra giang hồ thì chắc chắn sẽ gây náo loạn đây. Bây giờ người trên giang hồ đều đang truy sát cậu. Theo ý lão nô thì hai cậu nên mau chóng theo ta về phủ đi, gặp thiếu chủ bàn bạc chuyện này. Mấy ngày qua thiếu chủ vì chuyện này mà tốn không ít công sức đâu. Bao người trên giang hồ đã tìm đến trước phủ, đòi giao thiếu gia ra. Thiếu chủ vì chuyện này mà sức khỏe ngày càng sa sút. Đại ca, giờ cha cũng có tuổi rồi, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến huynh. Lỡ cha vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn gì với các môn phái trên giang hồ thì sao? Hậu quả này thật không thể tưởng tượng được đâu. Cô hãy về thì hơn đó. Thiết gia gia, một người làm một người chịu. Chuyện này từ ta mà ra, ta nhất định sẽ có lời giải thích với mọi người. Ta quyết định không làm liên lụy tới người khác đâu. Yên tâm đi. Chính thiếu gia, dạo gần đây bước chân của cậu không ổn định, hơn nữa có lúc thất thần không yên. Có phải sức khỏe của cậu có vấn đề gì không? Yên tâm đi thiếu gia, ta không sao đâu. Chỉ là dạo này đi đường liên tục nên là hơi mệt một chút thôi. Thế thì tốt. Công chúa rất là nhớ cậu đấy. Nếu xảy ra bất trắc gì, người sẽ rất đau lòng lắm. Không biết cha ta có phải cũng nhớ đến ta như là mẹ ta không? Chính thiếu gia, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Thực ra lúc trước mẹ ta luôn lo lắng sau khi đại ca trở về Lý Phủ sẽ uy hiếp đến địa vị của ta. Nhưng tôi không hề bận tâm tới chuyện này đâu. Từ sau khi gặp được đại ca ta, ta phát hiện ra ta càng thích quân ấy vì đại ca dám yêu dám hận này. Chỉ là ta cũng quan tâm đến vị trí của ta trong lòng cha ta. Liệu có gì sự xuất hiện của đại ca mà thay đổi hay không?
Chính thiếu gia cả nghĩ rồi. Cậu có thể từ từ đón nhận thì thiếu gia. Thiếu chủ mà biết được, chắc chắn rất vui đấy. Đây cũng là vấn đề khiến người lo lắng. Nhưng có chuyện này, cậu phải nhớ cho kỹ. Cậu và thiếu gia không phân cao thấp. Hai người đều là cốt nhục của thiếu chủ. Chỉ là hiện giờ Thiện thiếu gia chịu không ít cực khổ bên ngoài. Hơn nữa đã sớm mất mẹ, nên thời gian gần đây thiếu chủ có quan tâm đến cõi nhiều một chút là dĩ nhiên rồi. Mong thiếu gia có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của thiếu chủ. Yên tâm đi thiếu gia, ta biết rồi. Cũng không còn sớm nữa đâu, ngày mai còn phải lên đường nữa. Chính thiếu gia, chị nghỉ ngơi đi. Thiếu chủ, người không cần phải lo lắng về chuyện này nữa rồi. Tỷ tỷ, người muốn hỏi tỷ một chuyện. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới đến người thần cung đây? Trước khi mụ vượt qua được thử thách của sư phụ, ta sẽ không dễ dàng đưa mụ vào người thần cung đâu. Thử thách nữa hả? Chỉ hỏi mụ mấy câu thôi. Bái kiến sư phụ. Hành lễ với sư phụ đi. Đứng dậy đi. Cô tên là gì? Ta là Thủy Vô Thương. Nghe nói cô rất giỏi kinh không? Cô theo sư môn nào? Ta không có sư môn nào cả. Chỉ là từ nhỏ ta và bà nội sống nương tựa vào nhau thôi. Nhưng gia cảnh nghèo khó, không có gì ăn hết. Sức khỏe của bà thì không được tốt. Thế nên ta ngày nào cũng phải chạy ra ngoài để trộm đồ ăn về cho bà. Sau đó ta phát hiện ta chạy nhanh hơn người khác. Có thể đây chính là kinh không giỏi mà người nói đến. Nói vậy cô có tài năng thiên bẩm. Vậy vì sao không làm đạo tặc chứ? Bà ta không thích ta làm những việc như vậy. Thế nên vậy sao ta cũng không ra ngoài trộm đồ của người khác nữa. Bà nội nói như thế là không đúng. Nhưng mọi việc đã quá muộn rồi. Có tình có nghĩa. Hôm nay ta sẽ nhận cô làm đồ đệ. Cô không mau khấn đầu ta ơn đi. Sư phụ, xin hãy nhận đồ nhi một lạy. Đứng dậy đi. Ta ơn sư phụ. Tiết Văn, đưa nó về cung đi. Cho nó biết quy củ của Nguyệt Thần Cung. Dân, thưa sư phụ. Tỷ tỷ, vì sao sư phụ lại luôn đeo mặt nạ vậy? Trên mặt người có phải không có chỗ nào được đẹp không? Quy định thứ nhất của Nguyệt Thần Cung chỉ cần nghe lệnh, không được phép hỏi. Đến đây. Khách quan, đã để một người đợi lâu rồi. Đồ ăn của quán trọ chúng ta rất là ngon đấy. Nào mời dùng. Các vị khách quan có lẽ là người trong võ lâm. Không biết gần đây các vị có nghe được tin sốt dẫn gì không? Không có tin gì cơ. Hiện giờ người trên giang hồ đồn đại hậu duệ của Bách Hiểu Sinh đã tái xuất giang hồ rồi. Không chỉ có vậy đâu, nghe nói là hậu duệ của Bách Hiểu Sinh còn tổ chức đại hội võ lâm ở Thâm Long Đàm, sắp xếp thứ tự trong binh khí phổ. Người đứng đầu trong binh khí phổ sẽ biết được một bí mật kinh thiên động địa. Rốt cuộc là bí mật gì vậy? Sao lại gây thanh thế lớn như vậy? Nếu tiểu nhân biết được thì đã không còn ở khách điếm này bưng trà rót nước cho các vị rồi. Xin lỗi nhé, để các vị chơi cười rồi. Dùng thông thả đi. Các vị, chi bằng chúng ta đến Thâm Long Đàm đi, góp vui một chút. Không được, quý không được đâu. Hiện giờ trên giang hồ đều đang loan tin là truy sát cậu đấy. Bây giờ cậu mà đến đấy thì khác nào chu đầu vào rọ. Yên tâm đi thiết gia gia, chuyện của Đoàn Bát Phương ta sẽ có lời giải thích với các vị. Với lại có bao nhiêu người thế này, không cần sợ. Thiếu gia, thiết gia gia không cần khuyên nữa, cứ quyết định vậy đi. Nào mau ăn đi.
Nhìn lên, còn lại mày nữa là không kịp đâu. Dương Đại Hiệp, Phùng Đại Hiệp, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đi, đại hội võ lâm lần này đúng là cao thủ như mây. Lần này lại có thể gặp được rất nhiều anh hùng võ lâm rồi. Đúng đó, đúng đó. Sắp đến rồi. Đây chẳng phải là Mãn Đại Hiệp của thần Đao Môn sao? Đây chẳng phải là Quách Đại Hiệp của thần Kiếm Môn sao? Quách Đại Hiệp đang muốn đi đâu vậy? Đến Thâm Lâm Đàm để tham gia đại hội võ lâm. Hay quá, đúng lúc cùng đường. Nào, Quách Đại Hiệp, chúng ta đi cùng đi. Mời. Thiếu chủ. Thiếu thúc, thế nào rồi, có tin tức của Thiền Nhi không? Đều đã tìm được Thiền công tử và chính công tử rồi. Điều không sao cả. Vậy tại sao không về đây? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Có điều, lão nô có chuyện này muốn bẩm báo. Cái chết của Đoàn Bát Phương quả thật không liên quan đến Thiền công tử. Cái gì? Có điều, sự việc có chút kỳ lạ. Đoàn Bát Phương không phải là Đoàn Bát Vương thật đâu, mà chính là người đời sinh đôi Đoàn Cửu Giang dễ dàng đấy. Đoàn Bát Vương thật sự đã chết bởi độc thủ của Đoàn Cửu Giang 20 năm trước rồi. Lại có chuyện này sao? Chuyện này có chút phiền phức rồi. Giang hồ hiểm ác, trước mắt Đoàn Cửu Giang đã chết, hơn nữa người chết không thể đối chứng. Như vậy giang hồ sẽ không còn ai cho rằng Đoàn Bát Vương kia là giả. Thiếu chủ nói phải, chuyện này rất khó xử lý. Càng huống hồ đám người Thiên công tử kia đã xuất phát đến Thâm Long Đàm tham gia đại hội võ lâm rồi. Lão nô không ngăn được họ. Thiếu chủ, chuyện này chỉ e là gặp nguy hiểm. Thiếu thúc thúc, thúc có chắc chắn bên phía người thần thi triển chính là tiểu Lý Phi Đao của Lý gia không? Chắc vậy. Nếu người của Nguyệt Thần Cung cũng xem về chuyện này, vậy thì chỉ có thể như vậy rồi. Thiết thúc, cô lão nô, thúc hãy mau chóng đem tin tức về hung thủ thật sự chính là Nguyệt Thần Cung giết hại Đoàn Bách Phương truyền ra ngoài đi. Không thỏa đáng lắm thiếu chủ, chỉ e là gây chuyện với người của Nguyệt Thần Cung. Trước mắt đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ Thiền Nhi. Ta sợ nó quả thật càng ngày càng nhiều. Nếu hiện tại Thiền Nhi đã mất, ta cũng phải làm nốt trọng trách của một người cha chứ. Thiếu chủ, xin hãy nghĩ lại đi ạ. Thiếu thúc, ta đã không còn cách nào khác rồi. Chúng hãy làm theo những gì ta nói đi. Khốn kiếp, chú của ai to gan để người truyền tin lung tung ra ngoài thế? Là thượng quan tiểu thư, năm đó Lý Mạn Thanh dứt bỏ nó. Xin lỗi, là tiểu nhân lắm miệng, thích đàm tiếu sau lưng. Tiểu nhân biết lỗi rồi, cầu xin ban chủ cho tiểu nhân một cơ hội đi. Sao lại không dám nói lung tung nữa đâu? Cơ hội sau, xem ra thì ngươi rất muốn xuống tiếp nhỉ. Cầu xin ban chủ tha mạng, hãy cho tiểu nhân một con đường sống đi ạ. Ban chủ tha mạng, ban chủ tha mạng, cho ngươi một con đường sống. Vậy ngươi nói cho ta lý do ngươi muốn sống tiếp đi. Sau đây tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ban chủ. Cầu xin ban chủ tha mạng. Cơ hội, ngay lúc đầu khi ngươi nhiều chuyện tung tin ra ngoài đã không có cơ hội rồi. Cười bấm ban chủ. Chuyện gì vậy? Nói đi. Ban chủ, mấy ngày trước ngài muốn ta điều tra tin tức Đoàn Bất Phương đã có manh mối rồi. Manh mối? Cái chết Đoàn Bất Phương là do Nguyệt Thần gây ra. Ngoài ra thủ hạ cũng điều tra được tung tích đứa con của thượng quan tiểu thư. Hay, tốt quá rồi. Người hãy lập tức truyền lệnh xuống dưới, thông báo cho 13 môn phái tập trung lại, cùng nhau thảo phạt Nguyệt Thần Cung, trả thù cho đại hiệp Đoàn Bất Phương. Chúng ta mượn cơ hội này để chấn hưng kim tiền bang chúng ta. Dân, thưa ban chủ. Ban chủ, chị đứa con của thượng quan tiểu thư có nên đưa về không? Chuyện này tạm thời không vội, để ta chứng hưng được kim tiền bang rồi sẽ bàn tiếp. Nếu không, ta không còn mặt mũi nào để đi gặp hậu nhân của thượng quan gia rồi. Sư phụ, tất cả đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, có thể lập tức khởi hành.
Khoan đã. Đây là Thủy Vô Thư. Từ nay trở đi, nó chính là tiểu sư muội của con. Có bất cứ chuyện gì không tiện thì có thể dạy bảo Thủy Vô Thư thay con đi. Và Tiết Giang liên lạc lại, Tiết Giang sẽ ở trong bóng tối để tiếp ứng cho con. Vâng, tất cả nghe theo sư phụ sắp xếp. Chuyến đi lần này nhất định sẽ đem được bản đồ kho báu về. Thủy Vô Thư sẽ là trợ thủ đắc lực của con sau này. Con hiểu rồi. Công chủ, không hay rồi. Có người tự xưng là Kim Vô Cấu, dẫn theo 13 môn phái đến bao giờ chúng ta rồi. Ta biết rồi. Các người hãy chuẩn bị đi. Vâng. Sư phụ, vì con sẽ đi đấu với Kim Vô Cấu. Từ từ đã. Chỗ này của ta xử lý. Con hãy đi tìm Thượng Quan Hoại đi. Sư phụ, hiện tại nếu không có nếu gì hết, mau đi đi. Vâng. Sư tỷ, chỗ này làm sao vậy? Kim Vô Cấu và 13 môn phái, dù sao cũng sẽ không tự nhiên mà đến. Ta có một chút lo lắng. Sư tỷ đừng lo lắng, cô đợi cô đây đi. Sư phụ sẽ có cách thôi mà. Ta cảm thấy vẫn không đúng lắm. Không được, ta phải quay lại xem. Trên người tỷ vẫn còn nhiệm vụ, đừng có làm chậm trễ nữa. Nhưng mà sư tỷ, chỉ đừng chần chừ nữa. Sư phụ làm như vậy chắc chắn là có lý do của người. Chúng ta mau chóng rời khỏi đi. Đệ tử 13 môn phái nghe lệnh, giết hết Nguyên Thần Cung, trừ khử Nguyên Thần Cung, trả thù cho đại hiệp nhân nghĩa Đoạn Bắc Phương. Sư phụ, đi đừng quay lại. Sư tỷ không hiểu vậy. Sư phụ muốn chúng ta đi, nhất định có nguyên do của người mà. Hiện tại Kim Vô Cấu và 13 môn phái đang khống chế, chúng ta quay về như vậy chắc chắn là không được đâu. Trừ sư phụ ra còn rất nhiều tỷ muội, ta phải gọi lại giúp họ mới được chứ. Sư tỷ hãy yên tâm đi, người sẽ có cách thôi. Đừng ngăn ta nữa mà. Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Mau đi thôi. Ban chủ, người vẫn chống cự được chứ? Không sao đâu, ta chịu được mà. Ngài không sao chứ? Không ngờ trong Nguyên Thần Cung này vẫn còn cao thủ như vậy. Đến ta cũng không thể khống chế được nội lực. Chúng ta bỏ đi thôi. Được. Sao lại như vậy được chứ? Sao lúc lạnh lúc nóng như vậy? Sư tỷ à,
Ta lạnh quá. Lạnh hả? Đắp chăn vào. Đắp chăn vào này. Chị hãy cố gắng một lát đi. Ta sẽ đi tìm đại phu giúp tỷ. Kẹo hồ lô đây. Bình cổ đây. Hỏi chú xí, tôi muốn ăn kẹo hồ lô. Chúng ta đi mua đi. Ta không có tiền mua cho cô đâu. Rốt cuộc Quỳnh có mua không? Không. Nếu hôm nay Quỳnh không mua cho ta, ta lột da Quỳnh đó. Có câu nào nói mới mẻ hơn không vậy? Ta nghe mấy chục năm rồi. Đúng vậy. Ta chưa quen cô bao lâu, nhưng mà nghe nhiều lắm rồi đó. Khả khả, kẹo hồ lô này, ăn đi. Ta không muốn ăn nữa, Quỳnh giữ mà ăn đi. Quỳnh chính là kẻ tham lam. Để càng tốt với quấy, quấy càng không biết điều đâu. Nè, không ăn thật sao? Không ăn. Lâu giật. Cái thương của đệ vừa khỏi, ăn nhiều một chút đi. Để bồi bổ nha. Cảm ơn Quỳnh. Công tử. Cô nương, là cô à? Công tử, tốt quá rồi. Cũng may gặp được công tử. Cầu xin công tử giúp cho tỷ ta. Công tử. Cô thân thiết quá nhỉ. Rốt cuộc ai là công tử đây? Ai là tỷ tỷ nhà cô? Chúng ta không quan thân thiết gì cô, sao phải giúp cô chứ? Kệ cô ấy đi. Tình hình rất cấp bách. Cầu xin Quỳnh hãy cứu đi. Nếu chậm trễ sẽ không được đâu. Được. Chị mau đưa ta đi. Ta cũng muốn đi nữa. Nếu đã như vậy chúng ta đi đi. Được. Tỷ tỷ ở bên trong đây. Được. Công tử, Quỳnh hãy mau xem giúp tỷ tỷ ta đi. Thái Nguyệt. Quỳnh quen tỷ ấy sao? Quỳ không khỏe như thế này bao lâu rồi? Khỏi một thời gian rồi. Ta thấy quỳ không sao đâu. Có thể gặp phải một chút phong hàn, nên là không nghiêm trọng gì đâu. Hơn nữa trong quỳ chẳng qua đang giả bệnh mà. Có bệnh hay không, những người sẽ suốt đều nhìn thấy. Ta cũng không nói gì mà. Đủ rồi. Thế này đi, mọi người ra ngoài trước đi. Sư phụ, tại sao trong lúc cấp bách này sư phụ lại bảo sư tỷ đi? Chuyện này ngươi không cần biết đâu. Nếu sau này Thái Nguyệt có hỏi ngươi, ngươi chỉ nói là do Kim Tiền Bang làm. Kim Tiền Bang? Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có vậy thì mối hận thù của nó càng thêm sâu đậm. Hiện tại vết thương của cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Chỉ có thể tạm áp chế thôi. Cô phải cố gắng nghỉ ngơi. Những chuyện khác có cơ hội sẽ nói tiếp. Ta ra ngoài trước đây. Quỳnh không nói dối, cũng không động lòng sao? Công tử, ta tên Thượng Quan Hoài, thì gọi ta là công tử nữa. Vậy ta gọi Quỳnh là Thượng Quan ca ca có được không? Tùy cô. À đúng rồi. Sao cô lại đột nhiên đến Nguyệt Thần Cung vậy? Thượng Quan ca ca à, hôm đó ngân lượng của Quỳnh để lại cho ta. Ta giúp bà ta lo hậu sự xong rồi,
Có điều sau đó, người Nguyệt Thần Cung đến tìm ta, muốn du nhập ta vào cung. Ta cảm thấy nơi đó là chuyên thu nhận những nữ tử đáng thương trong thiên hạ, cho nên đã nhập vào sư môn của họ. Đúng rồi, hiện tại tỷ tỷ của ta sao rồi? Thương thế của cô ấy tạm thời đã áp chế xuống rồi, nhưng không biết đến lúc nào sẽ tái phát. Cuộc tỷ võ sắp xếp thứ hạng binh khí của Bách Hiểu Sinh sắp bắt đầu rồi. Nếu chúng ta không đi sẽ không kịp đâu. Thượng Quan ca ca, hiện tại bệnh tình của tỷ tỷ đều nhờ cậy vào huynh. Ta chẳng biết làm gì cả, không biết võ công, cũng không biết y thuật. Huynh nói xem ngọn nhãn huynh đi rồi thì bệnh tình của tỷ ấy tái phát thì phải làm sao đây? Kỳ lạ, bị bệnh sao không tìm đại phu mà lại đi tìm hỏi xấu xí chứ? Thế này đi, ta đợi thương thế của tỷ cô nương khỏe lại rồi sẽ đi. Hay là mọi người đi trước đi, không cần để ý tới ta. Nhưng mà cứ định như vậy đi, được chưa? Ngoài xấu xí. Không vui thì uống một chút rượu đi. Uống một chút đi. Thế nào? Có liên quan đến tí cô nương à? Thật ra huynh không nói ta cũng biết. Tình cảm huynh dành cho cô ấy rất sâu đậm. Nếu không bao nhiêu lần cô ấy muốn giết huynh, huynh đều không nhìn được mà cứu cô ấy. Cái gì mà tình cảm sâu đậm chứ? Đi nghĩ quá nhiều rồi. Cô đừng có gạt ta. Ta đều nhìn thấy đấy, cũng có thể cảm nhận được bằng trái tim. Nhưng cũng đừng trách ta không nhắc nhở huynh ấy. Trên đường ta đều nhìn thấy tình cảm giữa hai người phát triển như thế nào. Nhưng ta làm thế nào cũng không đoán được. Con người tiếc thái nguyện. Ta luôn cảm thấy cô ấy có nhiều tâm sự. Ánh mắt của cô ấy đôi lúc cũng giống như xa xôi. Ta sợ tình yêu của huynh không có lý trí nữa, yêu nhầm người đó. Hiện tại tình hình của Nguyệt Thần Cung thế nào rồi? Nguyệt Thần Cung bị Kim Tiền Bang giết sạch rồi. Chúng ta không còn nhà nữa. Rất nhiều tiểu muội đã chết. Điều tại ta. Lúc đó ta nên quay lại cứu họ. Sư tỷ không nên trách mình đâu. Nếu thực sự muốn trả thù cho các tiểu muội, hãy biến mình mạnh mẽ hơn đi. Như vậy người ngoài sẽ không dám ức hiếp Nguyệt Thần Cung chúng ta nữa. Sư phụ đâu? Sư phụ có bị thương không? Cũng may sư phụ ở đó, tổn thất mới không quá nghiêm trọng. Ta cũng được các tỷ muội cùng xây lại Nguyệt Thần Cung rồi. Sư tỷ không cần lo lắng đâu. Xây lại Nguyệt Thần Cung. Vậy mọi người quay lại về lúc đầu sẽ rất nguy hiểm đấy. Không đâu, bọn họ đã đến một lần, sẽ không dám đến lần thứ hai đâu. Hiện tại nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Hơn nữa lần này ta đã gia cố lại Nguyệt Thần Cung rồi. Trận chiến này người của Kim Tiền Bang và 13 môn phái cũng chắc không ít đâu. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ không dám quay đầu lại. Hơn nữa bọn họ cũng không ngờ đến. Chúng ta vẫn còn quay lại nữa cũng. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi sư tỷ. Sư phụ biết nội thương của tỷ tỷ gần đây lại tái phát, nên sai ta đem thuốc này cho tỷ đây. Lúc này rồi mà sư phụ vẫn còn để ý đến nội thương của ta. Hãy cảm ơn sư phụ giùm ta đi. Sư phụ còn dặn dò là tỷ nhất định phải tham gia đại hội tỷ thí của Bách Hiểu Sinh, nhất định phải lấy được ngôi đầu, để bí mật nhà hậu nhân của Bách Hiểu Sinh muốn công bố. Muội hãy báo với sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu đã như vậy thì tỷ hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi. Ta đi trước đây. Tiết Thái Nguyệt, giỏi lắm Tiết Thái Nguyệt. Không ngờ cô chính là Nguyệt Thần mà mọi người vẫn truyền miệng. Cô ở nơi hẻo lánh này với thủ đoạn, ta nhất định lộ bộ mặt thật của cô cho Thượng Quan Hoại biết. Được, cô mau đi dạch trần đi. Còn chờ gì nữa? Cô, ta cảnh cáo cô, hiện tại ta còn chưa muốn giết cô đâu. Có điều cô tốt nhất đừng gây chuyện với ta nữa. Nếu không thì ta sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong đâu.
Tí cô nương. Vết thương của cô thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Quãng thời gian gần đây thật sự cảm ơn huynh. Nếu cô đó không sao, vậy ta phải đi đây. Tạm biệt. Thưa quan Hoài, có phải huynh muốn tham gia đại hội tỷ thí bách hiếu sinh không? Nếu tiện, chúng ta có thể cùng đi. Vậy thì cùng lên đường thôi. Cũng tiện chăm sóc lẫn nhau mà. Cái gì? Ý của huynh là hai người bọn họ đi cùng chúng ta sao? Không được. Điều này tuyệt đối không được đâu. Quấy là người của thần cung, bay tiếng ác khắp nơi rồi. Chính là quấy là người đã giết huynh ở nhà ta đó. Ta biết, huynh biết mà còn để quấy đi cùng ta sao? Nên dùng đao giết chết quấy mới đúng chứ. Người quân thần cung giết, đưa đến những người độc ác, vì dân trừ hại thôi. Dù sao tóm lại, cũng tốt hơn những người mang danh ngôn chính phái, ngoài mặt dễ đạo đức sau lưng thì làm những chuyện ác. Nếu có một ngày quấy làm nhiều chuyện hại người, không cần ai khác, mà ta sẽ đích thân giết quấy. Yến sư phụ, đứng lên đi. Tình hình phía bên Thái Nguyệt thế nào rồi? Phải bẩm sư phụ, sư tỷ đã tiếp cận được thượng quan Hoại, đồng thời cũng đã vào được tới Thâm Long Đàm. Chỉ cần sư tỷ giành được vị trí thứ nhất trong binh khí phố là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm. Hiện giờ ta vẫn còn một chuyện cần giao cho con làm. Sư phụ xin cứ nói. Ta muốn con bí mật theo dõi Thái Nguyệt. Nếu phát hiện ra có bất kỳ hành vi nào khác thường, lập tức lôi về đây gặp ta. Sư phụ, đi mau. Nhớ rằng chuyện này chỉ có ta và con biết. Rõ, sư phụ. Mọi người đã đi hết rồi, rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi? Theo ta hay là chúng ta cứ vào trước đi, chỉ hoãn nữa sẽ không kịp, đừng làm lỡ chuyện chính. Huynh đến đây để làm gì vậy? Nếu như huynh muốn là người đầu tiên ra mặt thì huynh vào trước đi. Cô hiểu lầm ý của ta. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn họ có khả năng đã vào trong rồi, vậy thì chúng ta cũng vào trong đợi đi. Nghe nói mọi người thắng trong cuộc đấu võ này có thể sẽ được biết một bí mật vô cùng to lớn. Chẳng lẽ bí mật này liên quan đến kho báu Băng Kim Tiền mà giang hồ tương truyền đã lâu? Các vị nhân sĩ võ lâm, chào mừng đến với giang hồ của ta. Tại hạ chính là hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Trên giang hồ là Bách Bạch. Gọi là Bách Bạch chính là vì trăm sự đều rõ ràng, giữa trời và đất không có chuyện gì ta không biết. Không hổ là hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Khẩu khí lớn đấy. Tiên sư sáng lập ra binh khí phổ, dù cuối cùng đã thất lạc, bỏ mạng trong tay Tiểu Lý Phi Đao, nhưng cũng không uổng công danh hiệu Bách Hiểu Sinh của tiên sư. Dù rằng tiên sư có chỗ không phải, nhưng binh khí phổ năm đó người sáng lập ra đã khiến những người tài thời bấy giờ xuất hiện liên tục. Bây giờ Tiểu Lý Phi Đao, Long Phong Hoàn, Thiên Cơ Bổng đều đã thất truyền. Sau này trong giang hồ sẽ không còn anh hào nào có thể đạt tới đỉnh cao. Hôm nay ta xin mời các vị anh hùng hào kiệt ghé thăm Thâm Long Đàm của ta. Ta muốn xây dựng lại binh khí phố. Hy vọng chúng ta có thể lại một lần nữa được chứng kiến sự huy hoàng của võ lâm. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Người này xem ra cũng thú vị đấy. Không chút sợ hãi tất cả những gì tổ tiên hắn đã làm năm đó. Năm đó Bách Hiểu Sinh đã cấu kết với Thượng Quan Kim Hồng, gây ra vô vàn tội ác. Tổ phụ vì võ lâm trừ hại.
Năm đó khi tổ phụ còn sống, cũng nổi danh như Thiên Cơ Lão Nhân và Long Phụng Hoàn. Nhưng thiên hạ, những vị tiền bối này đều đã qua đời rồi. Năm đó quả nhiên có đặc sắc của năm đó, nhưng bây giờ cũng đâu có kém. Ta nghĩ, ta khá thích tên Bách Bạch này đấy. Theo ta, người này nội tâm thâm sâu khó đoán, chưa từng nghe qua hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Triệu tập nhân sĩ võ lâm tới đây, lại còn lấy bí mật lớn trong giang hồ để mặc cả. Ta thật không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chuyện đơn giản như vậy, sao huynh phải nghĩ phức tạp thế làm gì? Giang hồ hiểm ác, cẩn thận một chút là điều nên làm. Những tảng đá này nhìn có vẻ không có kết cấu gì đặc biệt, nhưng lại giống như trận pháp nào đó. Không sai. Xem ra Thâm Long Đàm này thực sự có huyền cơ. Các vị anh hùng hào kiệt có thể ghé qua Thâm Long Đàm của ta, thật đúng là khách quý đến nhà. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta chọn cách đấu triệt để. Người cuối cùng còn lại trên võ đài này chính là người đứng đầu ngày hôm nay. Người đó không chỉ có thể ngự trị các cao thủ võ lâm, còn có thể biết được một bí mật vô cùng to lớn từ ta. Được rồi, các vị cao thủ võ đài xin dành lại cho các vị. Tại hạ Trung Vũ Lâu Mạnh Hiền, ai dám thách đấu? Không ngờ một Trung Vũ Lâu vốn âm thầm lại là người đầu tiên lên nghênh chiến, không giống với phong cách của bọn họ chút nào. Âm thầm, nguyên do là vì võ nghệ quá kém thôi. Khẩu khí quả là lớn, Hán Dương Môn lĩnh giáo. Côn Luân phái lĩnh giáo. Trùng Vũ Lâu này thu hút sự chú ý của ta rồi đấy. Kỳ lạ, chưa từng nghe qua võ nghệ của Trung Vũ Lâu lợi hại như vậy. Bán tiền trang lĩnh giáo. Thật quá hung hăng mà. Ta không tin bọn họ thực sự lợi hại đến vậy. Để ta cho chúng xem một chút lợi hại. Từ từ đã, chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Liễu Diệp Môn lĩnh giáo. Ưng Chảo Môn lĩnh giáo. Thiết Trưởng phái lĩnh giáo. Võ công tầm thường của mấy bang phái các người mà cũng dám đến tranh đấu xếp hạng binh khí phố. Tất cả cùng lên đi, ức hiếp người quá đáng. Chẳng lẽ lần này ngoài Trung Vũ Lâu các môn phái khác không còn người nữa sao? Tiếp tục đi. Dừng tay. À,
Đại ca, thật không phải. Các vị, thật sự xin lỗi, hãy dừng lại một chút. Chuyện là thế này. Vừa nãy ta nhìn thấy người này liên tục phóng ám khí ở bên đó để giúp người kia. Vì vậy, mấy trận vừa rồi coi như không tính. Nói đi, từ đâu tới? Dù sao cũng bị người phát hiện rồi, ta cũng không cần phải giấu nữa. Ta chính là muốn xem thứ gọi là danh sách xếp hạng xuất hiện trong suy nghĩ chủ quan của các ngươi đối với loại vũ khí vô danh trong tay ta, loại nào mạnh hơn. Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Các ngươi chỉ là những tên bại trận dưới tay ta. Có điều Bách Hiểu Sinh năm đó đứng thứ nhất bảng xếp hạng binh khí. Ta thực sự muốn mở mang tầm mắt. Các người ức hiếp một người không biết dùng phi đao là có dụng ý gì? Ta chính là chuyển nhân của tiểu lý phi đao. Đánh thì đánh, có gì phải sợ? Vị này chính là người của Lý gia sao? Tại hạ Lý Chính, chuyển nhân đời thứ ba của tiểu lý phi đao. Mời chỉ giáo. Đợi chút đã. Tiểu lý phi đao ư? Đúng lúc ta cũng có thể. Các vị, mặc dù hai chúng tôi đều biết tiểu lý phi đao, có điều vị huynh đệ Lý Chính đây mới chính là chuyển nhân chính tông nhất của tiểu lý phi đao. Nhưng mà bình thường huynh ấy không dễ gì ra tay, đặc biệt là đối với những loại tiểu bối vô danh như vậy. Trong những trường hợp thế này, để ta ra tay là được rồi. Lý Chính, ta cầu xin huynh nhất định không được ra tay, nếu không thì hắn sẽ chết rất thảm. Mời huynh xuống dưới thưởng thức là được rồi. Mời tránh ra. Đại ca, xin huynh đấy, đi đi. Đi đi, ta xin huynh, đừng cản đường ta nữa. Người là kẻ nào? Ta tên Thượng Quan Hoại. Thượng Quan Hoại? Thật đúng là đốt đuốc đi tìm không thấy, ngồi không lại có người tới tìm. Kẻ ta cần tìm chính là ngươi. Đến đi. Tới ta rồi. Đây chính là binh khí hiếm có Cửu Liên Hoại đã thất truyền của Ba Tư, sao có thể ở trong tay của hắn ta? Trận đấu này quả thực càng lúc lại càng thú vị rồi. Hey!
Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, ta phải đi giúp Thượng Quan Hoại. Khả Khả, muội muốn làm gì? Đừng kích động. Huynh không kéo tiếp Thái Nguyệt mà lại kéo ta. Vì sao cô ta có thể lên khán đài còn ta thì lại không? Đắc tội rồi. Thái Nguyệt, cô không sao chứ? Để ta xem. Thiên hạ đệ nhất sao có thể có hai người được? Thật quá hoang đường. Vậy trên người Thượng Quan Hoại không chỉ có Tiểu Lý Phi Đao mà còn có Long Phụng Hoàn. Hắn ta không phải đệ nhất thiên hạ thì còn có thể là ai? Nhưng nếu như không có cô nương đó, chỉ sợ Thượng Quan Hoại sớm đã chết rồi. Xem ra hai người bọn họ lại phải đấu thêm một hồi nữa. Có trận hay để xem rồi đây. Cũng may không có gì nghiêm trọng. Sao vậy? Vừa nãy vẫn còn chưa phân cao thấp. Cô bị thương, còn phân cao thấp gì nữa? Đừng làm loạn nữa. Vị trí thứ nhất, ai xếp thứ 1, 2, 3 đều như vậy. Chẳng phải chỉ là con số hay sao? Cô thích xếp thứ nhất thì cô lấy đi. Ta xếp thứ 2, thứ 3 cũng được. Được rồi, cô đừng cử động, đừng so tài nữa. Ngoan nào, nghỉ ngơi một lát đi. Chạy thôi. Chúng ta qua đó xem một chút. Cô đi được không? Chạy đi. Các người muốn làm gì? Gây ra những chuyện bị ổi như vậy còn hại biết bao nhiêu người. Các người còn muốn chạy sao? Các người không có quyền xử lý bọn ta. Bọn ta không có quyền xử lý, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không thể. Lên rồi kìa. Các vị, ta nhất định có câu trả lời cho mọi người. Thật nhẫn tâm. Các vị không cần sợ hãi. Những con cá sấu này đều do ta nuôi. Không có mệnh lệnh của ta, chúng sẽ không làm hại tới các vị đâu. Còn nữa, ta cho rằng binh khí phổ lần này đã có kết quả cuối cùng rồi. Tiết Thái Nguyệt và đao pháp tiết ra của cô ấy xếp thứ nhất. Tiểu Lý Phi Đao và Long Phụng Hoàn của Thượng Quan Hoại xếp thứ hai. Ta nghĩ rằng Cửu Liên Hoàn của người Ba Tư xếp thứ ba. Mọi người chắc không có ý kiến gì chứ? Không có, không có. Đợi đã. Thượng Quan Hoại là tội phạm quan trọng của triều đình, trộm cắp cường bạo, há có thể được xếp vào binh khí phổ? Nay triều đình đã truyền lệnh treo giải thưởng. Bắt sống Thượng Quan Hoại, thưởng 100 lượng vàng. Cuộc thi tài của ta lần này là những người có bản lĩnh thực sự, rất công bằng. Người muốn bắt những kẻ trộm cướp đi đêm thì không liên quan gì đến trận đấu của ta. Xin mời sau khi rời khỏi Thâm Long Đàm của ta, hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ta khuyên người không nên lo chuyện bao đồng. Đừng đối đầu với triều đình. Nếu không, ngay cả ngươi ta cũng bắt luôn. Ngươi khuyên ta, vậy sao? Mau, đi. Người đâu rồi? Coi như ngươi chạy nhanh. Tiết Thái Nguyệt này quá đáng thật. Dựa vào thủ đoạn để xếp thứ nhất.
Cô ta không sợ người trong thiên hạ sẽ chê cười hay sao? Quá đáng. Còn cả huynh nữa, nếu không phải do huynh lo chuyện Bao Đồng thì người lên võ đài giúp Thượng Quan Hại là ta rồi. Ta gì mà ta. Thôi bỏ đi, kệ cho cô ấy nói. Bớt giận rồi thì sẽ không sao nữa đâu. Sớm muộn Đạt sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Bản nãy đa tạ hai vị đã ra tay giúp đỡ, bắt lại đám người làm cản ban nãy cho ta. Nếu không binh khí phổ của ta trở thành trò cười trong giang hồ rồi. Ngài không cần khách sáo. Thực ra bọn ta phải cảm ơn ngài, nếu không thì chúng ta hôm nay chắc chắn lại phải đấu một trận với đám người của triều đình đó rồi. Đa tạ. Thế này đi, ta sẽ nói cho hai vị bí mật về kho báu của Thượng Quan Hại Kim Hồng. Được, làm phiền rồi. Nghe đồn năm đó Thượng Quan Kim Hồng đã giao bí mật của bảo tàng cho mấy người bảo vệ, mà những người này đều không biết đến sự tồn tại của đối phương. Họ chỉ phụ trách phần mình nắm giữ. Chỉ có Thượng Quan Kim Hồng và đời sau của ông ta lấy được tín vật mới có thể tập hợp manh mối trên tay những người này để mở bảo tàng. Ta điều tra bao năm nay cũng chỉ biết sự tồn tại của hai người. Người thứ nhất là trưởng môn của Trung Võ Lâu, Hứa Trường Hải. Người này từng là quản gia của Thượng Quan Kim Hồng, sau này đã rời khỏi Kim Tiền Bang một cách ly kỳ, tự lập môn hộ là Trung Võ Lâu. Nhưng ta cảm thấy có lẽ ông ta vẫn đứng sau Kim Tiền Bang, âm thầm quản lý bảo tàng này. Cho nên tìm thấy ông ta thì hắn sẽ có manh mối. Vậy người kia thì sao? Người kia là Hồ Điệp Đại Sư. Ông ấy ở Tình Nhân Trại. Nhưng người này tính cách quái gở, hành tung xuất quỷ nhập thần. Cho nên các người có đến Tình Nhân Trại, ta cũng không chắc có thể tìm được ông ta, còn phải xem duyên phận nữa. Đám người khi nãy tự xưng là đệ tử của Trung Võ Lâu, chẳng lẽ họ đã đến Trung Võ Lâu trước rồi? Chuyện này thì ta không tiện nói nhiều, vẫn cần các người tự đi Trung Võ Lâu thăm dò hư thực. Nhưng các người nhất định phải cẩn thận, Hứa Trường Hải rất khó đối phó. Ta hiểu. Chúng ta mau đến Trung Võ Lâu trước đi. Đợi đã, bây giờ người của triều đình vẫn ở bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi định ra đánh nhau với bọn họ sao? Cứ đợi họ đi đã rồi các người hãy đi. Cũng phải. Vậy Bạch huynh à, vậy có lẽ hôm nay làm phiền huynh một buổi tối vậy. Không phiền, không phiền. Huynh ở đây thêm mấy ngày ta còn vui ấy chứ. Đại ca, lúc nãy ở võ đài, cảm ơn huynh nhé. Cảm ơn gì? Không phải lôi thôi như vậy. Sao rồi? Điều tra ra manh mối gì chưa? Bẩm đại nhân, e là Thượng Quan Hoại đã biết được manh mối của bảo tàng từ chỗ của Bách Bạch rồi. Đám người Ba Tư đó thật vô dụng, lại để tên tiểu tử Thượng Quan Hoại chiếm hết lợi thế. Nhưng nếu Thượng Quan Hoại đã có cùng mục đích với ta, thì sắp tới chúng ta chỉ cần bám theo Thượng Quan Hoại là được. Trừng trừng Thượng Quan Hại cho ta, không được để mất dấu của hắn. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Theo manh mối có liên quan đến Trung Võ Lâu mà Bách Hiểu Sinh cung cấp, thì cả hai manh mối đều có một chữ Lâu. Rốt cuộc châm này ẩn giấu bí mật gì? Sư tỷ, muội rót thuốc cho tỷ rồi đây, nhớ uống nhân lúc còn nóng nhé. Cảm ơn. Hừ.
Tiết Thái Nguyệt, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Đây chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ dành cho cô thôi. Tuy hiện giờ ta vẫn chưa có chứng cứ để lột ra bộ mặt thật của cô, nhưng yên tâm, ta nhất định sẽ tóm được cái đuôi của cô. Có chuyện gì vậy? Thái Nguyệt, sao thế? Cô thấy thế nào? Chỗ nào không khỏe? Bị người ta hạ độc rồi. Cô làm gì vậy? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Sao lại nhân lúc người ta khó khăn mà hãm hại? Ta hãm hại người khác mới khó khăn nữa. Đây là cách cô ta hãm hại người khác, trả lại trên người cô ta thôi. Cô... Thái Nguyệt, không khỏe à? Sao thế? Cô ta hạ độc trong thuốc này. Thuốc giải đâu? Không có. Có đưa không? Không. Khả Khả, cầm đi, ta cho thuốc giải không phải vì nể mặt huynh đâu đấy. Khả Khả, Tiết Văn, có tin tức gì của Tàng Bảo Đồ không? Sư phụ, sư tỷ đã thành công đứng đầu binh khí phổ rồi, còn có được manh mối của bảo tàng từ chỗ hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Hay lắm, cứ tiếp tục theo Thái Nguyệt. Huynh còn ở đây làm gì? Mau đi giải quyết món nợ đào hoa của huynh đi. Đừng ở đây hại người thêm nữa. Huynh nói gì vậy? Người phải ra ngoài là huynh đấy. Ở đây bao nhiêu người, đừng có làm phiền Thái Nguyệt nghỉ ngơi, mau đi đi. Ta nói gì trong lòng huynh biết rõ. Xem huynh bây giờ ổn quá, huynh nói gì ta nghe không rõ. Đi ra ngoài đi. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Phiền phức quá. Hay là huynh đi xem họ thế nào đi. Ta, Thái Nguyệt, trước mắt cô hãy, ta không sao, có Vô Thương ở đây chăm sóc cho ta rồi. Đi đi. Vậy ta đi xem thế nào. Phương Khả Khả này đúng thật là quá đáng. Thôi đi. Thực ra trong mắt ta, cô ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được chiều sinh hư thôi, việc gì phải tính toán với cô ấy chứ. Khả Khả, Khả Khả, đi chậm thôi. Đừng giận. Thực ra ta cảm thấy lần này muội thực sự hơi quá đáng. Rốt cuộc là huynh giúp ai hả? Tất nhiên là ta giúp muội. Nói cho huynh biết, mấy người đều vây quanh cô ta thực sự không thể nhìn nổi. Nam nhân các người đều như nhau. Sao lại có cá sấu thế này? Bại hoại hoại, đại ca, sao giờ huynh mới đến? Đừng ồn, như vậy sẽ khiến chúng chú ý và tấn công hai người đấy. Vậy huynh nghĩ cách cứu chúng ta đi chứ. Trước tiên, hai người bình tĩnh, đừng sợ. Đừng nói chuyện, phải thật im lặng. Sau đó lũ cá sấu sẽ tự quay về thôi. Đại ca, hình như không có tác dụng. Thế này đi, lát nữa ta dụ chúng. Hai người nhân cơ hội này mà chạy. Sao? Vệ huynh thì làm thế nào? Không được, kệ ta đi, yên lặng. Bạch huynh, cảm ơn huynh đã cứu chúng ta. Không cần khách sáo, nhưng ta phải khuyên huynh một câu. Sau này đừng có hy sinh bản thân để cứu người khác nữa. Sao cô vẫn ở đây? Cô hại tỷ tỷ thành ra thế này, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công bằng cho tỷ ấy. Cô có giỏi thì thử xem cô giỏi, Khả Khả, hay là roi của ta giỏi. Khả Khả, thôi đừng gây sự nữa, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Nói cho cô biết, hôm nay cô không xin lỗi tỷ tỷ ta thì không xong đâu. Ta không xin lỗi thì cô làm gì được ta? Cô Khả Khả, đừng ở Mỹ nữa được không? Đừng cãi nữa. Vô Thương, đừng cãi với cô ấy. Qua đây đi.
sao lại ngăn ta? Được rồi đấy. Đây là con đường buộc phải đi qua để tới Thâm Long Đàm. Chúng ta mai phục ở đây. Vâng. Bách huynh, thời gian này được huynh chăm sóc nhiều rồi. Giờ chúng ta xin cáo từ. Khoan đã, ta đã phái người đi thăm dò. Thâm Long Đàm đã bị triều đình bao vây. Hơn nữa, rõ là chúng không có ý tốt gì. Các người đi thế này rõ là tự chui đầu vào lưới. Sao lại có thể như vậy? Nhưng không cần lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho các người rồi. Vùng Thâm Long Đàm này có một lối bí mật mà chỉ có người của Bách gia ta biết. Đi qua lối bí mật này là có thể cắt đuôi kẻ theo dõi các người. Bách huynh, thật sự vô cùng cảm kích. Ta hy vọng huynh đi rồi, sau này nhớ thường xuyên đến thăm ta. Một mình ta ở Thâm Long Đàm này cô đơn lắm. Dạo này ta khá bận. Nếu có thời gian, ta sẽ đến thăm huynh ngay. Vậy nhá. Đùa với huynh thôi. Cầm tấm thiếp này đưa cho Lý Trường Hải. Khi ông ấy trông thấy tấm thiếp này sẽ lưu ý đến huynh một chút. Được. Cảm ơn huynh. Vậy chúng ta cáo từ trước. Phải nhớ lời hứa của chúng ta đấy. Coi như đã cắt đuôi được đám người của triều đình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ đến Trung Vũ Lâu thăm dò. Nếu mọi người có dự tính gì khác thì có thể chia ra đi làm. Không, huynh đi đâu ta sẽ theo tới đó. Những người không cần thiết đừng có mặt ở đây bán theo nữa. Cô nói ai vậy hả? Ai đáp lời thì ta nói người đó. Thượng Quan Hoại, chúng ta đi cùng huynh. Sao cô lại theo chứ? Cô ghét Thượng Quan Hoại lắm cơ mà. Sao không thấy ai chứ? Đại nhân, không hay rồi. Vừa nhận được tin tức, Thượng Quan Hoại đã rời đi theo lối bí mật của Thâm Long Đàm rồi. Người mau báo cho quan phủ của các châu, dán tranh vẽ Thượng Quan Hoại, truy nã toàn quốc. Vâng. Lão gia, không hay rồi. Có chuyện gì, lúc nào cũng hốt hoảng như vậy? Hóa ra Thượng Quan Hoại đó chưa chết. Bây giờ hắn đang bị Hàn Tuấn truy nã toàn quốc, mà hình như tiểu thư lại đi cùng hắn. Ta còn tưởng nó đi cứu Lý Chính, sau đó sẽ rời khỏi đó với Lý Chính chứ. Không ngờ nó lại đi cùng với tên Lý Hoại đó. Mau đến kinh thành tìm Hàn đại nhân, bảo ngài ấy mau bắt Lý Hoại. Nhưng nhất định không được làm tổn thương đến con gái của ta. Vâng. Cuối cùng cũng tới rồi. Chân ta mỏi sắp chết rồi. Các người tìm ai? Chào huynh đài. Chúng ta được Bách Bạch giới thiệu đến đây. Đây là thiếp của chúng ta. Hôm nay chúng ta tới là muốn viếng thăm trưởng môn của quý phái Hứa Trường Hải tiền bối. Các vị tới muộn rồi. Một tháng trước Trung Võ Lâu chúng ta gặp phải một kiếp nạn lớn. Trưởng môn đã qua đời rồi.
Nếu không phải vì ta đưa đệ tử mới nhập môn ra ngoài học hỏi tập luyện, thì e rằng cũng không có duyên gặp các vị. Vậy xin nén bi thương. Xin lỗi, đã để các vị uổng công một chuyến rồi. Không sao, nhưng từ xa đến thì vẫn là khách. Nếu các vị không chê thì hãy ở lại đây một đêm, sáng mai đi cũng không muộn. Vậy làm phiền huynh rồi. Mời. Nào. Tiết Văn, sao muội lại tới đây? Sư tỷ, muội đi theo mọi người cả đường. Vô Thương, mau ra ngoài trông chừng, đừng để ai vào đây. Vâng. Muội quá mạo hiểm rồi, liều lĩnh xông vào thế này, lỡ bị ai phát hiện thì phải làm sao? Sư tỷ yên tâm, không ai phát hiện ra muội đâu. Ngồi đi. Lần này sư phụ bảo muội tới đây xem tình hình thế nào. Lúc trước đúng là chúng ta đã có được vài tin tức từ chỗ của Bách Bạch. Trưởng môn của Trung Võ Lâu Hứa Trường Hải là một nhân vật quan trọng. Nhưng tiếc là khi chúng ta đến nơi, ông ấy đã chết rồi. Chết rồi. Vậy tỷ định làm thế nào? Ta cũng chưa nghĩ ra nữa. Nếu chúng ta không tìm được manh mối gì ở Trung Võ Lâu thì chỉ đành tìm cách khác. Được. Nếu sư phụ có kế hoạch gì mới thì muội sẽ đến báo cho tỷ. Sư tỷ, muội biết nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng dù có chuyện gì tỷ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Muội cũng vậy. Nào, nào, uống đi. Uống, cạn. Lâu lắm không được uống thỏa thích thế này rồi. Chẳng lẽ trước kia đại ca thường xuyên uống rượu lắm sao? Cũng không phải thường xuyên. Thực ra chủ yếu là sau khi mẹ ta qua đời thì ta thường một mình uống khoảng 1-2 chung rượu. Vậy đấy. Giờ đừng nói những chuyện này nữa. Vì có rượu uống thì chúng ta phải uống thật thỏa thuê. Nhớ lúc trước ta còn ở quan ngoại, ngày nào cũng uống rượu nhiều, ăn miếng lớn, sảng khoái vô cùng. Không nhìn ra là huynh từng ở quan ngoại đấy. Tất nhiên rồi, chuyện liên quan đến ta mà huynh không biết còn nhiều lắm. Vậy cũng phải. Thực ra ai cũng có câu chuyện của mình. Đệ nhớ lúc còn nhỏ đã uống trộm rượu của cha, sau đó say 3 ngày đêm không tỉnh dậy được. Đệ thật vô dụng đấy. Đúng rồi, nói đến đây bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vì những người biết manh mối quan trọng đều đã chết rồi. Chỉ có thể đợi mai hỏi thăm nghe ngóng xong mới biết được. Khoan nói mấy chuyện này, Lý Chính, nói với đệ nhé. Thực ra Khả Khả tính cách có hơi quái gở, nhưng ta quen muội ấy bao lâu như vậy ta hiểu rõ. Con người muội ấy tốt lắm, ta coi trọng đệ lắm. Đệ phải cố lên. Đệ cũng thấy Khả Khả rất tốt, nhưng muội ấy đối xử với đệ không nóng không lạnh. Đệ thôi, không nói chuyện của đệ nữa, nói chuyện của huynh đi đại ca.